cơ sở sản xuất súng Trung Võ Sơn Lâm giới thiệu tại Hồng Trung 100 kg. Bây giờ cơ sở sẽ thể tiếng cho ghi tài cho cô nghe. Nó hoàn thiện xong thì bây giờ lắp ráp chuyển vào cho quý thầy. Tại Hồng Trung 100 kg, làm từ chất liệu đồng đỏ 100%.